Này hai cậu, tớ nghe nói ở trong tỉnh có một chương trình xiếc ảo thuật hay lắm. Tớ muốn lên tỉnh chơi, nhưng mà không có tiền. Ôi, giá mà tớ có tiền lúc này nhỉ. Tớ sẽ đưa cậu lên để xem xiếc và ăn uống. Tớ nghe cha tớ kể, trên tỉnh toàn những món ngon, lại còn hấp dẫn nữa chứ. Ôi, nghĩ thôi mà chảy cả nước miếng ấy. Nhà bác tớ ở đấy, nhưng chưa bao giờ tớ được đi. Các cậu có muốn lên tỉnh xem xiếc mà lại không mất một đồng nào không? Cậu có cách gì à? Mày làm gì có tiền, đừng có sĩ diện thế chứ. Nếu như tao đưa Na với mày về tỉnh không mất đồng nào, thì mày mất gì nào? Chỉ cần mày đưa bọn tao lên tỉnh chơi, tất cả mọi thứ ở tỉnh tao lo, vì bác tao ở trên tỉnh mà. Được, quân tử nhất ngôn. Này, gọi cái gì mà cứ như là cháy nhà đến nơi rồi thế? Làm sao? Cha, ngày mai ở trên tỉnh có chương trình xiếc ảo thuật hay lắm. Cha cho con lên tỉnh xem nhá. Ui giời, tưởng chuyện gì? Tao có người xuống mời đàng hoàng rồi. Ui thế ạ? Ui thích thế. Thế là con được lên tỉnh ạ? Con phải đi khoe với mấy đứa kia cho nó phát thèm thì thôi. Này này này, đứng lại. Mày lại cứ cầm đèn chạy trước xe ngựa thế à? Sao hả cha? Mai cha con mình đi bí mật thôi. Các mẹ, dì của mày nghe thấy là tao trọn đòn đấy. Thế cha không... cấm bép xép với ai. Nếu không, cha con mình phải ở nhà tất. Nhớ chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Giờ mày ở nhà, tao sang bên nhà lão thuyền trài có việc. Cha lại đi đòi nợ ở cha. Ở nhà cấm bép xép gì đấy. Ui giời, khổ lắm. Con biết rồi mà cha. Nay bố tớ đi ăn dỗ làng bên, mai mới về. Tớ chia 3 gói độc này ra, tớ cầm độc dược của quan tri phủ. Con tớ cầm độc dược của vợ quan tri phủ. Còn đây là độc dược của con trai quan tri phủ. Ui, bọn danh con này, bé tí mà đã dám âm mưu làm phản, giết quan tri phủ. Ta phải về mật báo lên quan tri phủ gấp mới được. Chưa sạch mà dám âm mưu ám sát quan tri phủ. Tội này là chết nhé con. Xem bố mẹ chúng mày đỡ thế nào. Các ngươi là học trò mà gan to thật, dám âm mưu ám sát gia đình ta, để ta tận mắt xem những gói độc dược này. Các ngươi là học trò thế nào? Học trò mà cũng ăn cái thứ vứt đi thế này à? Dạ, bẩm quan lớn, nhà quan tri phủ thừa thãi thì mới vứt đi. Còn ba chúng thần bên dưới đâu dám phung phí một hạt. Người dân chúng thần hay gọi là hạt ngọc thực đấy ạ. Người... người được lắm. Bay đâu? Lôi thằng phú ông ra đánh cho ta 100 roi vì tội nói láo và báo sai. Con biết gì đâu ạ? Xin quan lớn rộng lượng tha thứ cho phú ông. Cho ba chúng con được cảm ơn phú ông cùng quân lính của quan tri phủ đã đưa chúng con về tỉnh ạ. Mít mật, chúng ta đến tỉnh rồi đấy. Đi, đi đến nhà bác tao. Tao sẽ cho chúng mày đánh chén một bữa thỏa thích. Ui, nghĩ lại thì vẫn run. Hồng Xiêm, Nam, Mít Mật, ba đứa các con không làm sao chứ? Cha nghe tin mà rụng rời hết tay chân. Sao chúng mày lại nghịch dại thế hả?
dám mang tính mạng ra đùa với quan tri phủ, chúng mày đúng là coi trời bằng vung rồi. Chúng con chỉ muốn lên tỉnh chơi một buổi nên là... Lần sau muốn đi chơi phải xin phép cha, không được nghĩ ra cái trò nghịch dại này, nghe chưa? Dạ, con biết rồi, con xin lỗi ạ. Thôi, trách chúng nó thì cứ trách, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tiện nay trên tỉnh có chương trình xiếc, chúng ta cũng nên cho bọn trẻ nó đi xem. Mai về cũng không muộn, xem có mất tiền không? Có, nhưng nay tôi mời, được chưa nào? Được thế thì còn gì bằng.